Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 11, Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây cũng chính là cái nôi gắn bó với những nhà khoa học lớn đầu ngành nông nghiệp của nước ta như cố bác sĩ nông học Lương Định Của hay cố viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng. Kể từ khi thành lập cách đây 50 năm, trong lúc đất nước còn chiến tranh, viện đã phải ở nhờ, sơ tán trong dân, cơ sở vật chất nghèo nàn. Phòng thí nghiệm, máy móc phục vụ nghiên cứu thô sơ. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của bác sĩ nông học Lương Định Của, viện đã đi đầu trong vấn đề nghiên cứu giống và chuyển giao các kỹ thuật canh tác cho nông dân. Với việc lai tạo thành công giống lúa nông nghiệp 1, giống lúa lai đầu tiên ở nước ta, rồi đến giống lúa mùa muộn, giống lúa chiêm 314, giống lúa 388. Viện đã góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh lương thực trong giai đoạn đất nước chưa thoát ra khỏi chiến tranh. Và những cái giai đoạn sau này thì xu hướng phát triển của khoa công nghệ cũng như là cái nhu cầu của sản xuất thì hàng loạt các giống cây trồng của Viện Cây Lương Thực Cây Thực Phẩm được đáp ứng theo từng giai đoạn. Thì đối với các giống lúa thì những cái giống lúa chịu hạn, những cái giống lúa có tiềm năng năng suất cao và những cái giống lúa có hàm lượng protein cao, ví dụ như P6, những cái giống lúa chịu hạn như CH5, CH7, CH2. Bước sang thời kỳ đổi mới, đặc biệt sau những năm 2000 cho đến nay, viện vẫn đi đầu trong việc nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ mới về giống và quy trình kỹ thuật. Trong 10 năm vừa qua, nhờ phát triển công nghệ sinh học, Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm đã cho ra đời 100 cây trồng mới và 9 quy trình kỹ thuật được công nhận cho sản xuất, gồm 56 giống lúa lai và lúa thuần, gần 40 giống rau, cây có củ khác nhau. Chúng tôi đã ứng dụng các cái công nghệ, trong ví dụ như công nghệ chỉ định phân tử để chuyển những cái gen kháng này vào những cái giống lúa mới chọn tạo. Thì trong thời gian qua chúng tôi cũng đã chọn tạo được một số những cái giống lúa triển vọng như là sản phẩm quốc gia, thì chúng tôi tạo ra được những cái giống lúa chất lượng, năng suất, chất lượng kháng được sâu bệnh. Ngoài việc nghiên cứu khoa học, viện còn hỗ trợ các địa phương xây dựng chỉ dẫn địa lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhiều sản phẩm và đa dạng hóa các loại hình tổ chức sản xuất cho nông dân, cũng như liên kết hàng hóa. Tiêu biểu như các vùng sản xuất theo chuỗi giá trị có bảo hộ nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý như vải thiều Thanh Hà, chuối ngự Đại Hoàng, bưởi Phúc Trạch, cam Cao Phong. Đặc biệt, bước vào thời kỳ công nghệ nông nghiệp 4.0 thì viện cũng đã có sự chuẩn bị. Trong cái xu hướng phát triển của khoa công nghệ thì giai đoạn hiện tại và sắp tới thì cũng có cái xu hướng dịch chuyển theo cái công nghệ 4.0. Thì viện cũng hình thành cái khu nông nghiệp công nghệ cao để nghiên cứu và ứng dụng để chuyển giao những cái sản xuất theo hướng công nghệ nông nghiệp cao và sản xuất và ứng dụng tốt nhất cho cái công nghệ thông tin cũng như công nghệ gọi là nói chung là cái công nghệ 4.0 và sản xuất. Với những đóng góp to lớn, Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm đã giành các phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động, Độc lập mà Nhà nước trao tặng. Ngoài ra, nhiều tập thể cá nhân của viện cũng được tặng các danh hiệu và giải thưởng cao quý như Anh hùng Lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ.